còn bây giờ đến giờ đi làm đẹp rồi. Đầu tiên là rửa mặt. Cái đầu silicone mút nhẹ nhàng này nó sẽ giúp cho làm sạch và chúng ta dễ dàng tẩy được những cái bụi bẩn trên mặt chúng ta, rất là sướng. Sau làn da ăn với mặt nạ dưỡng da Laco. Bên những ngày nó có thể dùng để rửa mặt và mặt sau thì có thể là để massage để kem có thể thẩm thấu hơn vào da của mình, và nó sẽ xoay ngược lại với cái đầu nhọn này để có thể đi vào các cái ngóc cạnh. Thiết kế cong vòm như này sẽ đi vào được các cái khe, các cái rãnh và giúp cho rộng xóa những cái rãnh ở đây nào. Giảm nhăn vùng mắt. Ôm cua rất là tròn luôn này. Đó, đi được các cái góc của khuôn mặt. Ok. Và bây giờ chúng ta có thể đi rửa mặt và cân bằng độ ẩm với toner Laco. Vậy là chúng ta có thể yên tâm đi ngủ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.